luyện tập. Luyện tập anh ạ, luyện tập cho Nam cách cầm cung nên có thể là mình vâng bị thất bại một vài trận không vấn đề gì. Người ta có câu là thất bại là mạnh thành công mà. Không vấn đề gì anh em ạ. Và những bước dò đầu tiên của game thủ chim sẻ chưa có gì. Đó, hello đấy anh em nhá, chào mọi người. Lại vàng được. À nhân tiện là Camille ơi, mai tặng anh 30k, mai là mận bún Hà Nội này hả vãi. Cho anh Quang Cường nhá. À, nhân tiện đây có lẽ là hỏi anh em tí nhờ, trong anh em ở đây có ai có phòng trọ thuê ở Trần Duy Hưng thì đẹp đẹp mà kiểu giờ ưu tiên em tí nhá. Vâng, mai bị đuổi khỏi nhà anh em ạ, chưa tìm được phòng. Mai xách ba lô và đi rồi đấy. Đang tranh thủ khoảng bình luận đang đông đông người, biết đâu lại tìm được anh em nào cho thuê cái nhà kiểu rẻ rẻ tí ưng. Giá hữu nghị đẹp, tìm mãi không được cái nhà nào em ạ. Tầm khoảng 2,5 triệu đổ về nhá. À đây không, như vậy là bài đấu cũng khá ổn rồi nhau sẻ. Bài khá ổn nhá. Vâng, 2,5 triệu đổ về anh em ơi, 7,5 triệu thì bằng cả tháng lương của em, thì em thuê xong lấy gì mà ăn, còn chả có tiền để đóng tiền điện, ở đến chết, thuê cái phòng 7,5 triệu đúng kiểu ở đến chết, 19/20 tham like của sẻ, đóng e chưa, hơi thiếu em tí. Xong 5L win ngay á. Vâng, 22/24. Vừa làm 6 lít của Hào, nói thật anh em, Hào nói thật anh em. Nói không phải, từ lúc tôi quen ông Hào, ông Hào phải nợ tôi hơn 100. Hào phải nợ tôi hơn 100 triệu rồi. Mấy cái tiền cái kiểu cũng bảo là ví dụ trận này thắng anh cho mày bao tiền, bao tiền đấy. Nợ hơn 100 triệu đấy. Chưa thấy ông Hào không giả. Vâng, bài đấu vẫn đang thiếu một tí đồ. À không, thực ra là cũng đủ đồ rồi nhưng mà nó hơi xa. Vâng, nhiều voi 7, 50, 6 sân. Kích đời kinh đấy nhở. Cũng có hiu, cũng có phụ bài này cũng không phải là bài xấu nhưng mà một đồ ăn nữa thì nó sẽ hơi xa. Nhưng mà ép đời khẽ thật, 26 dân 7, 50, gần như sang luôn. 26 dân là nếu như mà anh em đánh sang là 7, 43 em ạ. Và trong khi đó thì đây là máy của Nam, 27 nông dân. Chúng ta cùng xem Nam đưa con voi này về bài mở như thế nào đây. Hào, thế là Hào mõm mà, quá mõm còn gì anh em. Thật anh em, Hào mà không mõm tầm này chắc là khả năng phải bán nhà mà trả nợ tôi. Vâng, như vậy, ôi, rất may mắn tại nhiều Nam nhá. Cậu cẩn thận con voi này, không lại không lên đời. Rất may dành cho Nam, con voi vừa rồi là nó ngoan. Vâng, mất bóng nhưng nó được kim. À, đập lô trần lực tới Nam sâu kêu rồi. 27. Rồi, map đấu mà Nam trận đấu này khả năng lại vâng thi đấu sẽ là hơi ít. Rồi, bây giờ là sẻ này phải bơm đồ cho người đồng đội của mình đã ớt được đập nhỉ. Vâng, dân của đại ca Lê Cung Nam đang có mặt leve ở khu vực này.
Xe con đánh chỉ yêu cho Nam đến đời ạ. À. Khổ thế nhở. Bán máy của Nam. Vừa kính đời rồi. Vẫn đang đập lô rồi mà. Vẫn đang đi du lịch. Nam bảo vâng, Nam đang trách đạo nông dân này, đạo nông dân nó phế thế à rồi. Thì không có gì ăn cả. À đợi, thấy yêu. Rồi, trong khi đó chúng ta quay trở lại với máy của bên của chim sẻ. À, như vậy không đóng cái BL. Có khi nào mà bà đánh chém không có chém thì sẻ không nhỉ? À không, như vậy cũng đã đóng được cái BL đầu tiên rồi. Cái L kia thì phải đen ra bởi vì họ đã nhốt. Ha mai 6. Đấu một nhiều khả năng là chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu có thể nói rằng là vô tiền khoáng hậu của FPS. Đánh chém không có chém, đánh cung không có cung, đấy là cặp đôi bên phía đi FPS. À, một con chém thôi chưa, một chém định giang sơn, có định được không đây? Đối phương cũng đang chọc vào bãi gỗ kìa, à phải không nhỉ? Không phải. Vâng, hai dân. Nhìn nhầm anh em ạ. 27. Một chém định giang sơn. Ơ, à, đi hình như cũng yếu được này. Phút thứ 14, 34 vẫn đang chưa có bánh xe. À không, bánh xe rồi. Trận đấu này bi sẽ kích 11 tròn. Chắc tầm 11 tròn. Trận đấu này Nam liệu rằng đánh cung nhưng có cung không? 26. Vâng, đánh cái bài đấu mà gọi là kiểu nó gọi là đăng phong tạo cực, giống như Trương Tam Phong anh em ạ. Vô chung sinh hữu, đánh cung mà không có cung. Thế mới kinh chứ. Không biết thế nào một lần. Ba mươi. À, được rẻ, nó đang chém đi. Trong trận đấu này. Rồi. Nam hỗ trợ rẻ bằng em cũng được. Hai tơn đấy. À, bi chết này. Bi cũng bay các bạn, bi cũng bay. Vâng, bi cũng bay. 31 trên 36, bi cũng bay rồi. Lớp ngứa trận này thắng thì buồn cười lắm nhỉ. Nhưng mà thực ra cũng khoai bởi vì lớp cũng chưa mất gì cả. Lớp chưa mất cái gì trong trận đấu này. Vâng, 31 thì đối phương quản chân lực. Nhưng mà sẻ hoàng vẫn đang khá tốt. Bi cũng yếu thôi. Rồi kìa, bắn đi. Vâng, tự động bắn pha 7E, không được. Vâng, mất khá nhiều dân đấy từ game thủ chim sẻ trong kỳ uống vừa rồi ở bãi vàng. Tham 27 thôi, tham 31. Lần này tham lớp trong tầm 4 xịch. Chưa mất cái gì đến lớp cả. Nãy giờ chúng ta chỉ... Vâng, chúng ta chỉ chém mỗi... Vâng, chỉ chém mỗi Bi thôi. Bi là người được chọn trong trận đấu này. Bi là người được chọn. Vâng, Bi bị chém rất rát. Ờ đúng rồi, nhờ Bi như vậy là lớp chết một bãi quả phụ, một bãi quả phụ ở giữa bản đồ. Thế thì cũng tầm, nhưng mà tham chắc vẫn tầm 40 vì tham sẻ 29 thì tham anh lớp không thể nào giữa nhỏ hơn sẻ được bởi vì sẻ mất khá nhiều dân rồi. Tham 29. Ờ, không chết này. Chúng ta cùng chờ đợi. Kỳ góc. Bàn máy của game thủ Nam Showkill. 31. Kỳ góc. Vào kỳ góc là chết đấy. Không chết thì buồn cười lắm nhỉ, không bi fit 2-1 lớp không cân được thắng. Liệu rằng kịch bản đấy có xuất hiện hay không? Chúng ta cùng chờ đợi. Bơm đồ cho Nam Showkill để Nam có thể vâng xong quân đều hơn. Thậm chí có cần 25 lực rất khỏe. Đây rồi. À, vậy e các kiểu luôn. À, cẩn thận nó vậy nhà cứng nhá. Ấy thôi. Ờ. Lại một cái BB nữa. Không sao cả. Chúng ta là những người... Vâng, người ta có câu là có công mài sắt có ngày nên kim. Chúng ta là những người kiên trì. Vâng, kiên định với lối đi của mình. Pha về. Vâng, đấu quân ở khu vực này thì là lợi thế dành cho FPS. Được không nhở? Chém của lớp hơi đông nhưng chém của lớp không chém kia. Pha về của game thủ Nam Showkill tuyệt vời. 27. Ờ, được đấy. Vâng, bắt được khá nhiều chém của đội bạn. Nhưng có cung đờ của game thủ Bi ở phía đằng sau.
Vâng, có được không nhờ? Chúng ta cùng chờ đợi màn máy của game thủ chim sẻ Nam 29. Vâng, tranh thủ hơn cao thủ. Các bạn thấy là trong lúc đang đánh nhau thì sẽ luộc tạm 5 đồng gân của game thủ Vlove ở trong bài gỗ. Được đấy, đội bạn cũng đang mất khá nhiều trong trận đấu này rồi. Vâng, liệu rằng Tham Mai không biết bị đồng thế. Và không biết Tham Lai bây giờ như thế nào. Không biết Tham còn đánh được dành cho bên phía SBS không. Vâng, có lẽ là câu hỏi đấy thì chính xác hơn. Đang bởi vì ở thời điểm đầu tiên thì với một bài đấu mà Nam kích 12 đánh 1A, còn sẻ thì 1L. Vâng, 1L phải đem cái L đầu đi. Thì lượng quân chúng ta thì đấu tiên không đông, lực cũng không khỏe. Nhưng mà khoảng thời gian giữa trận đánh là khá hay. Không biết Tham mà đánh được không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Vâng, lượng quân bí cũng chỉ đông hơn lượng quân của Nam một tí thôi, không nhiều lắm. Tham 30 dành cho Nam, còn đây là máy của sẻ. Sẻ lại tiếp tục ăn được một đạo nông dân khác của game thủ Vlove. Pizza làm được đạo nông dân ngọt lịm. Có được một khoanh ruộng ấm tới được game thủ chim sẻ ở ngay cạnh nhà của Lớp. Rất khó để Lớp có thể tìm ra. Nếu như đây là một khoảng đen nhá, Lớp không tìm ra cái... Nếu như đây là khoảng đen mà Lớp chưa dò ở đời 1 thì gần như Lớp không bao giờ tìm được cái khoanh ruộng của sẻ. Còn nếu như mà cái khoảng này mà Lớp đã dò ở đời 1 rồi thì có thể là có thể tìm ra được bằng những tình huống Kenny. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Vâng, nếu như mà Lớp không tìm ra được khoanh ruộng này thì sẻ ra 2L đều từ đầu đến cuối. Và cửa thắng của chúng ta là hoàn toàn sáng ngời luôn. Vâng, 35 dành cho sẻ ở thời điểm này rồi. Quan trọng là... Như vậy là... Sao lông lông lại chạy vào đây được nhờ? Không hiểu được luôn đấy. Vâng, một cục dân của Lớp chạy đúng khoanh ruộng của game thủ chim sẻ đến thần kinh này. Tương đối đỏ tới là Lớp. Đàn máy của game thủ Nam Suki Tham 36. Nhưng mà Tham Lai của chúng ta ở thời điểm này khả năng là đang đè. Khả năng là đang đè. Hai Tham Lai 36, trong khi đó Tham Lai cũng y bé. Lớp mất rất nhiều dân rồi. Lớp mất rất nhiều dân rồi. Khi mà sẻ, tôi không hiểu được tại sao nhá. Đánh với các game thủ top 1 đánh với nhau, ví dụ như sẻ chém Lớp ấy, tôi chả thấy Lớp chạy dân gì cả. Nhưng mà giả sử mà cho tôi và tôi chém Lớp thì tôi thấy Lớp chạy dân cực kỳ thính. Không hiểu kiểu gì luôn. Cái điều này là một điều mà tôi vẫn thắc mắc từ lúc tôi tập đánh chế đến bây giờ. Ảo thật. Vâng, Nam này, Tham 33. Mất rất nhiều dân rồi. Vâng, tuần ốp này như vậy là đội bạn bỏ luôn rồi. Đi cũng đã chạy dân từ thời điểm trước đó. Vâng, chạy hết rồi anh bạn. Đây chỉ còn là một căn nhà trống. Vâng, ăn gỗ đây này, ăn gỗ đây này. Như vậy là quản tất cả, chuyển thành thế đi quản map. Vâng, thế quản map là thế mà Tham ảo và hoàn toàn có cửa thắng dành chúng ta. Tôi Lớp mất nhiều dân rồi. Đi thực ra cũng không khỏe. Tham Lai nào. Ít xa. Tham mình còn đè tí. Vâng, Tham còn đè một tí dành cho bên phía SBS cơ. Vâng. Ảo nhờ. Vâng, đúng là cái thể loại đánh kiểu vô trung sinh hữu đó, có cung mà như không có cung vậy, đánh cung mà không có cung nó hay. Khiến cho họ chủ quan. Nào, làm tạm đạo dân của B, B có để ý không? Ra cùng chờ đợi, B không để ý này. Đây tôi cảm giác sẻ chém mà không hiểu sao mấy ông này không chạy dân nhá. Thề luôn tôi. Ảo thật. Giờ anh em xem anh em để ý không? Sẻ chém mấy ông game thủ khác chả đi chạy dân gì mà mình chém mấy ông này thính thế. Hay là chém của sẻ chém nó không kiểu nó không nhấp nháy nhỉ. Thực sự ảo. Tham 40 dành cho sẻ ở thời điểm này rồi. Của Tham Lai chém ăn hoang, Tham quá to tới để chim sẻ. Tham 40 mà ăn hoang, Tham to quá đấy. Màn hình máy của Nam 33 cũng không phải là một Tham Lai nhỏ. Đối phương chạy lên 12 giờ kìa anh em ơi. Anh em ơi, alo. Vâng, đây rồi. 34, cơ sở của Bi phát hiện ra trên góc 12 giờ. Nam đang mang hết toàn bộ lượng quân lên. Khả năng một mình Nam cũng có thể ốp được đấy. Bởi vì thực ra là Bi như thế này thì ở thời điểm đầu tiên Bi sẽ không có quân đâu mà sẽ phải mất thời lực ra cơ cấu. Vâng, Bi tiếp tục chạy dần. Vâng, chạy dần này cũng lực defa về, không có gỗ. Không có gỗ tới từ Nam sâu kiểu. Không có gỗ. Vâng, kiểm tra xem cái hốc đấy nó chạy hết chưa. Kiểm tra nào, nhỡ nó trong đấy nó lại... Vâng, làm một vài cái ruộng, không biết đâu đấy. Chạy rồi, chạy hết rồi các bạn. Đấy, vẫn còn sót lại con dân này. Bắn tạm này. Rồi, bàn máy của game thủ chim sẻ 35. Vừa mất 5 tham ở đâu đấy rồi.
Vâng, đây là dân của Bi. Và chúng ta sẽ cùng xem sẽ vâng đuổi đạo nông dân này. Lực rất khỏe đó đây, game thủ chim sẻ. Vâng, pha bay e của game thủ chim sẻ. Có 200 gỗ để sẻ bay e. Đồ heo kinh vậy. 34. Và bây giờ thì làm lại để hoàn toàn dành cho cặp đôi của phía team chúng ta. Ấy, vàng của anh lớp anh em ơi, vàng của anh lớp. Chúng ta cùng xem sẽ xử lý pha này như thế nào. Có đóng e hộ anh lớp không? Chạy đi đâu anh lớp ơi? Một trận đấu đánh cung mà không có cung, đánh chém mà không có chém mà thắng. Tới được cặp đôi bên phía team chúng ta. Vâng, quá kinh điển anh em ạ. Trận đấu này nó gọi là đẳng cấp thế giới rồi, chứ không còn là bình thường nữa. Tuyệt vời. 7 năm dành cho các game thủ của phía team SVS. Này.